2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cô chú anh chị, trên kênh YouTube của Hậu Giang quê tôi có chia sẻ sản phẩm ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn là hỗ trợ trong việc điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa, ung bú, bệnh chỉ, bệnh gút, thần kinh tọa, mất ngủ, tiểu đêm, viêm son, bao tử và đặc biệt là ngăn ngừa di căn tế bào ung thư. Bà con mình sử dụng liên hệ trực tiếp số điện thoại Hậu Giang có để trên màn hình. Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị, Hậu Giang chào quý khán giả gần xa. Thưa bà con, hôm nay anh em của Hậu Giang đang có mặt ở Sóc Trăng, thì đến nhà của bé Trăng đó cô chú anh chị, và cũng đại diện quý mạnh thường quân cô Hạnh Nghiêm nhân dịp lễ Vu Lan, thì cô cũng gửi 50 xuất quà cho bà con khó khăn ở Sóc Trăng này. Còn bây giờ Hậu Giang mời quý cô chú anh chị bà con cùng đồng hành với anh em Hậu Giang để trao quà cho bà con. Cô chú anh chị xem video nhớ cho Hậu Giang một like ủng hộ Hậu Giang nha cô chú anh chị. Gạo tới bé Trăng nè cô chú anh chị ơi, chào bà cô chú đi con. Xin chào ông bà cô chú. Chắc xuống nha. Chăn chắc gạo luôn hả? Chú anh chị xem video của Hậu Giang cho Hậu Giang một like ủng hộ Hậu Giang ạ. Rồi để đây đi mấy chàng trai ơi. Ở đây thì cũng nhờ địa phương là lên cái danh sách bà con khó khăn ở đây đó cô chú anh chị, để mà mấy anh em của Hậu Giang cũng đại diện quý mạnh thường quân để mà trao cho gia đình. Ngoài vô đây chắc cũng cây mấy số à. Biết sao mà chín cây mấy lận. Nhiều. Chín cây số á. Gà vô đây chín cây mấy á. Cái xe ba gác nó bị hư á. Về xe ba gác bị hư hả? Ủa em trả là chưa có đủ mà hả? Dạ đúng rồi, gạo thì đủ rồi đó, chút cái kia dao mì đồ vô. Nãy phần quà nhiêu qua này? 200. Đọc lại cái. À, một túi gạo với thùng mì. Túi gạo là nhiêu ký? 5 ký. À. Chai dầu ăn. À. Với chai nước mắm. Với thùng mì nữa. 4 món nha. Dạ. 4 món. Con xếp lại đi, con xếp lại, xếp lại đó. Đang ngồi phát phụ nha. Thì tính ra mỗi một mà phần quà trị giá là 200 ngàn đó cô chú anh chị. Rồi bữa nay chăn bữa nay là đại diện bà là phát quà cho bà con đây nha. Con lành nha. Chăn dỗ quá ta. Đếm ra nhiêu túi gạo rồi con? Nhiều quá. Kìa. Như ý nè. Như ý ơi. Như ý à. Ý vừa lại phát gạo nha. Anh như vậy như ý. Kìa để xe lại luôn kìa cô. Kìa. Em anh nhìn cho anh. Xét quần khó khăn. Đó kế ông nội luôn rồi kìa. Chắc gạo qua đi chân. Chắc gạo kìa con. Chân giỏi quá. Xong rồi. Chân nổi 5 kg gạo luôn hết rồi. Trời ơi giỏi quá ta. Điếm thử đếm coi được nhiêu bao rồi chân. Còn điếm rồi, còn biết điếm không? Nhiều quá. Còn điếm được không? Nhiều rồi. Nhiều. Hôm qua. Phần quà này là chăn là ốm nặng không con? Dạ không. Dạ không hả? Cục kẹo vậy á. Hả? Y chang cục kẹo vậy á. Trời đâu nhẹ dữ vậy? Trời ơi, 5 kg được đó chị hai. Ủa khỏe quá ta, sáng qua ăn gì chưa mà ôm y chang cục kẹo vậy? Tưởng 2 kg chứ. Trời ơi. Tào lao hết. Làm
50 bao hình như này hơi nhiều rồi nha. Con đếm rồi cái. Đếm rồi chân, đếm rồi chân. Đếm rồi mạnh. Đếm rồi con. Đếm rồi con, trăm điểm luôn đi. Lớn lên con. 35, 36, 37, 38. Đây, dưới nữa. 39, 40. Chụp, 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 chụp. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 49 nữa, con đếm lộn rồi. Điểm sao? Điểm lại coi. Điểm lại, điểm lại, điểm lại. Còn cái 50 hồi nãy con đâu điểm đâu này nè. 50 mà điểm rồi, còn 49 à. Điểm rồi, con điểm lộn rồi đó. Con bỏ bao ra nữa. À, để cha con đếm này, cha con đếm này. Ờ, con đếm bảo. Con đếm rồi. Đếm mày, lớn lên bảo. Đủ gan kìa. Gan kìa, gan quang bên, quang bên. Làm ăn gì được. Gà chân, gà chân. 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 Đây. 41. 41. 2. 3. 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 Bảo điếm hồi mình hại não luôn á. Năm đủ không? Đủ không? Nhiều bao nhiêu? 52 gì? Điếm lại, điếm lại, điếm lại. Sao 52? Có 50 à? Trời ơi, có 53 mà ông điếm ra 52. Có 53. À, điếm lại, điếm lại, điếm lại. Điếm lại, điếm lại, điếm lại đi. Có 50 hả? Điếm lại đi. Điếm lại, kỹ vô. Lớn lên, lớn lên. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Hai ba, hiểu rồi mình cũng bị lây theo. Hai bốn, hai lăm, hai sáu, hai chín, ba mươi, ba chục, ba một, ba một, ba mươi hai, ba mươi hai, ba mươi hai, mình cũng lộn theo quá nha. Ba hai, cái này là 33 nè, là ba 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 bốn ba, đúng rồi, chính xác. Ba ba bốn, ba ba năm, đúng, ba ba năm, ba ba bảy, ba bảy, ba ba năm, tám, ba chín, ba bốn một, bốn mươi, rồi đúng đúng đúng, xin gai cho mạnh, bốn mươi, đúng rồi. Đúng rồi. Ngon lành à. Chú anh chị nè.
Đại gia đình. Bữa nay gia đình phát gạo nha. Đại diện cho cô Hạnh Nghiêm nha. Cô Hạnh Nghiêm. Cô Hạnh Nghiêm. Đó, hay vậy ta. Bé Trăng con hay dịch lại cha là cô Hạnh Nghiêm. Cô Hạnh Nghiêm. Bé Trăng dịch. Hạnh đẹp luôn rồi. Nghiêm. Đó. Đúng không? Đúng không? Nghiêm. Chính xác. Ở chữ hồi sao Trăng? Chữ hồi á. Lớn lên con. À. Đó. Sức mồ hôi luôn hả? Mới đi chúc con phát gạo cho ông bà có sức mồ hôi gì không? Con phát gạo cho ông bà là con bưng hai tay con nói con chúc ông bà lễ Vu Lan ăn ngon miệng. Nhớ không? Cái lễ thật là vui vẻ. Lễ Vu Lan báo hiếu đó con biết không? Chú Mạnh nói vậy nhớ không? Nhớ không? Bảo hôm nay thiệt khỏe chưa? Hỏi cha hôm nay thiệt khỏe chưa? Mấy chú hỏi cha hôm nay thiệt khỏe chưa con? Khỏe chưa? Khỏe. Ok không? Okay không? Chúc, chúc bây giờ ông chúc ông bà lại lại phát gạo đó. Bảo có hát tặng cho ông bà một bài không? Vu Lan báo hiếu không? Ok hả? À, chúc chúc là có ông bà của chú đây là Bảo xách cái micro hát lại Vu Lan báo hiếu nha. Hát hát hỏi cha hát bài gì? Vu Lan báo hiếu. Đây, mày chở cho tới cô chú anh chị ơi. Đây, 50 phần mì dầu ăn. 50 phần dầu ăn. 50 phần nước mắm nữa cô chú anh chị. Mì này trắng ôm nổi không ta? Nổi. Hả? Dạ nổi. Dạ nổi hả? Ừ. Nhẹ hơn cái này. À. Con ghi phụ mấy chú xuống. Vậy là cái này là đủ luôn chưa em? Đủ luôn rồi ha. Rồi ra ghi phụ đi con. Chân giỏi quá. Nặng lắm con. Bên kia rồi, bên đó nước mắm rồi nè. Ờ bên đó nhẹ đó. Bên đây mày đè con bên đây. Đúng rồi, để ngoài luôn. Trời trời ghim là hai thùng luôn á chăng. Hai thùng nổi không con? Trời ơi cái nè. Cú con dữ hả? À, bữa nay là Trăng đại diện cho cô Hạnh Nghiêm phát phát gạo nha. Dạ. Ủa cái này không có bọc trời. Không có bọc rồi sao? Không có nhớ nữa. Nói mình phát mà cầm tay cũng được. Cầm này không có tiện không á. Trăng đứng đây chú Trăng chụp bộ hình đây. Dạ. Hai cha con đứng đây chụp bộ hình đây. Thùng 12 chai là 48 chai có 2 chai lẻ. Xác cho con. 2 chai 4 thùng. 48 chai. Báo. 50 là trong đây có 2 chai nữa nè. À 2 chai lẻ. Vậy là ca Trăng. Còn cái này là 18 chai, 2 thùng 36 chai với 14 chai lẻ hôm nay nữa. Rồi. Thì 36 à. 1 thùng 18 chai, 2 thùng 36 chai. 36 chai. Trăng ơi. 4 chai lẻ đây nữa là 50. Rồi, với 14. Trăng. Ai đây? Cà Mau hả? Cà Mau. Đâu, 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 chết tiệm đâu, chết tiệm đâu, chết tiệm đâu. Cha đi Trăng, lại cha đi. Làm chết tiệm mà Trăng. Bữa nay hai cha con đại diện nha. Rồi, khui đi, khui đi. Đâu con?
Rồi. Vô ăn. Đâu điểm mày? Trong đây có chín chai. Mày hay mua chín chai. Của thành phố, cả thành phố. Nguyên chai. Điểm chăng? Thì không biết vô đây mình có không á. Mới đặt ở ngoài luôn, thấy cái tiệm bự. Sợ vô đây không có cái lát nhát, Ở ngoài quần. Ở đây có được con mì, cô mi này nữa. Dạ. Giống như... Nhiều khi một hai thùng có, còn số lượng có lẽ không có. 14 chai nè. Còn nước mắm còn nhiều lắm con, tới 50 chai nước mắm với dầu ăn, tới một mỗi một thứ là 50 chai lận. À, chú này bảo vui dữ à. Để ngay chú là trưởng ấp ở đây hả chú? Ờ à, đúng rồi. Đây, chú là trưởng ấp ở đây chú tên gì chú? Chú còn Mai Thanh Bay. Chú Bay là trưởng ấp ở địa phương. Đó, thì cũng có nhờ là chú xét những cái hoàn cảnh nghèo đó. Anh được rồi. Để hỗ trợ cho kêu ông chú về thấy kêu con trẻ quá mà nha. Kêu gì sợ ảnh dặn ảnh về luôn rồi sao? Anh mấy mươi tuổi rồi? 50. Trời ơi 50 mà mạnh kêu chú sợ anh dặn chết luôn vậy. Ảnh còn trẻ hơn. Bởi vì nhìn trẻ hơn cưng nhiều. Không có đâu. Anh bay. Bay. Bye bye. Anh Bay là trưởng ấp ở địa phương của chú anh chị, thì cũng có sáng cũng có liên hệ với anh nhờ là anh xét cho những cái hoàn cảnh nghèo đó để hỗ trợ nè. Ồ, giỏi quá, giỏi luôn ta. Giờ cô con. Điểm nha, 50 nha. Mỗi cái này 50 nha. Anh đang ghi hình đấy. Anh đang ghi hình để anh. Bây giờ nè, bây giờ một thùng bao nhiêu cộng lại anh gửi tiền cho anh kia anh đi người ta đi về. Không mạnh. Một thùng bao nhiêu chai? Bởi vì thấy ông kia ông đứng hoài ông không chịu về mà. Đủ cho anh. Hồi nãy mình tạm đưa tạm ứng 3 triệu rồi phải không? 3 triệu rồi. Rồi vô gửi tiền. Vô đây gửi tiền. Bữa nay lên hình nha. Này lên sóng có vợ chưa? Dạ rồi. À. Chưa có chứ là kết nối yêu thương luôn. Tưởng đâu chưa có thì lên đây kiếm luôn. Dạ. Rồi sáng thì ứng hết 3 triệu rồi. Dạ. Giờ còn 7 triệu ha. 1 triệu. Coi hai máy nha. Rồi, coi ba máy luôn. 1 triệu. Ủa? Còn có tiền không á? Đủ tiền không chạy? Đủ mà. 3 triệu. 4. 5 6 7 ok ha. Điếm lại cái chắc cú coi chừng dương tờ rồi cảm ơn em nhiều nha. 3 triệu rồi nha, giờ là 17 nữa là 10 rồi okay. Cảm ơn em trai. Ồ bảo khui ra. Điếm đủ chưa Bảo? Điếm ba Bảo, họ kêu Bảo điếm sắp dầu ăn một bên nước mắm một bên đựng để cho nhẹ ngồi khó lấy. Anh hay là bây giờ mình giờ có rồi đó, ai lại cũng phát đi. Nãy mình hẹn tới mấy giờ? Thôi cứ đợi ta đi, đâu có gì đâu. Đợi tới giờ bà con lại đi. Để Bảo khui ra coi. Chăn dỗ quá ta. Ủa con xách đâu vậy? Chắc vô hả? Con ngồi đó con về vô được rồi, con khỏi xách gì chứ. Nhờ con về vô cho có hàng đi con. Bởi vì mình không có thiếu bọc nè nãy. Biết mình phát 50 phần mà. Quay ra cái chân, quay mặt ra cái. Quay ngồi trong quay mặt ra con. Trời ơi, con nhân vật chính mà con không có thấy hình à, mặt gì chân á. Đây nè con, ê giỏi quá. Để cha đếm kìa. Rồi đếm rồi Bảo. Bút,
Sắp gì đó dễ đếm. Sắp cái kia là đếm tài lai học may hết luôn. Rồi chút sắp nước mắm vậy luôn cho nó đẹp. Gì mà thấy gì thở dữ hả? Ủa mấy cái đó là Bảo làm đó hả cô? Tác phẩm á. Tác phẩm nghệ thuật đó. Hôm nay mới biết thêm một món nữa. Dễ hả? Cái đầu núi kìa. Nuôi cá kìa. Ồ vậy hả? Ừ. Nuôi cá vậy hả? Ừ. Ủa sao còn thiếu? Ủa sao thiếu kìa? Trời ơi, tác phẩm của ông Bảo dễ đẹp dữ gì đó hả cô? Dễ luôn hả? Nè kìa. Màu đó nó màu đẹp. Trời ơi. Dễ hả? Dễ đó. Hay dữ trời. Không biết luôn á trời. Rồi cô, con thấy cờ đó là cờ có cờ gì vậy? Trời ơi, hội thao cầu lông luôn. Tài dữ trời. Cô đưa cái bức tranh lên cái bức ảnh của mẹ Quang Âm nè. Ồ, quá trời đẹp luôn. Dễ luôn hả cô? Dễ đó. Thầy nữa nữa kêu Bảo vẽ cái là để mình kiểm chứng cho mình cho khán giả thấy luôn. Rồi, điểm đi em. 1, 2, 3, 4, 5. Bang 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 bang
vỗ tay trắng. Mệt luôn á. Nói cha chân ơi, dắt cha đi cái tác phẩm mà cha để cha tạo là hình tượng là ở đâu 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 đây thì cha nói với cha dắt mấy chú ra coi xây mấy cái hồ gì xây mấy cái gì đó em mai mốt chú quảng cáo bán giùm cho đâu đâu cái nào đâu này bán là nhiều luôn á. Đâu 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 đi đường nào đây tác phẩm của Bảo nè chú. Đâu 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 hòn nông bộ hòn nông bộ thu nhỏ đâu 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 đây nè cô chú anh chị đây là tác phẩm của em Bảo cha của em Trăng nè quá trời tài luôn trời ơi không rồi không biết luôn á không phát hiện ra bên kia đẹp trời ơi đẹp quá gì nè tác phẩm hòn non bộ thu nhỏ nghe cô ơi đây là chính tay của em Bảo làm luôn hả cô con cá sấu ủa cá sấu nữa kìa giống hình luôn kìa giống hình cá sấu luôn kìa trời ơi hay quá vậy cá sấu kìa ôi công nhận bữa nay phát hiện là thiên tài nghe cái này làm bằng gì bằng mót hả mót để xi măng xi măng hay ta hay quá trời ồ hay dữ vậy không đẹp nhất cái xấu nha cái xấu cái xấu luôn cái xấu cái này còn ê cơ bản có con rùa nữa kìa rùa đâu Bảo kìa cô ơi như vậy là Bảo làm có bán không cô cái bao nhiêu cô triệu mốt triệu hai hả là bay lớn đâu cái cá là bao cái gì đó bay lớn đâu mới được đó cái này nè từ mấy này cho ra đây gì nè là 1 triệu mấy đó hả cô ôi hay dữ trời tại cái này bỏ cỏ mọc á nhưng mà dọn cỏ cái này dọn đẹp lắm nè bảo bệnh tới giờ rồi không ấy hay quá hay là trời rồi là con lại phát gạo nè Trăng ơi cho con để qua đây à thùng mì đây kìa Manh. Lấy con thùng ngay chú Kiệt. Cô mi lại hả Trăng? Đây. Cô mi để bên đó cô mi. Con mình đổ ra rồi làm lại con ta. Mi còn mi để riêng ha. Mày bỏ chung luôn rồi kìa chú. Mày để chung hay để riêng chú? Hả? Mày để chung hay để riêng chú? Trong thùng mì có phiếu mãi được chai này hay gì á? Đúng rồi, đó phiếu mãi đó. Cái nó lòi ra. Tại là tôi mãi. Món quà này ấm lòng cho bà con khó khăn quý cô chú anh chị ơi. Ô, hello. Nãy giờ lại không thấy nữa. Quên nữa. bọc đâu Trăng? Dạ. Đâu bọc hết rồi? Con đâu biết đâu. Mạnh. Dạ, dưới chỗ chú kìa. Chỗ hả? Dưới chân chú kìa. Chân chú hả? Trời ơi. Bỏ vô bỏ không nổi. Một chai với cái này chai đi nè Trăng. Dạ. Bỏ hai chai rồi thiếu mà con đồng nữa nha. Con đó.
Rồi chăn chăn đưa nước mắm, đưa nước mắm đâu? Đây đây đây. Rồi, ngon lành. Ngồi xuống đi con. Chăn. Ngồi con xuống ngồi đi. Sao con làm được chú? Được. Phải đứng con mới làm được. Chú ngồi, chú Hồ Giang đang ghi hình mà con đứng, bà con đâu có thấy mặt con đâu. Đầu con. Ơi, chăn giỏi quá ta. Chắc mới nè. Rồi đông người nhanh mà. Đâu rồi, còn thiếu thùng mì đâu rồi? Thiếu thùng mì rồi, hết rồi Trăng ơi. Con kìa. Con kìa, thấy quá. Này có cô Mi lại tiếp nữa nè Trăng. Ai điện cô Mi vậy? Mẹ con điện hả? Rồi để đi con, để qua đó đi. Rồi. Rồi để qua đây Kiệt. Hết hạn nha em. Đúng rồi. Đây. Trời chào kìa, chào kìa. Để anh coi máy kìa, thấy em không? Rồi, siết siết siết. Vô vô thấy qua Kiệt. Bà con lại cũng gần đủ rồi. Bà con lại đông rồi. Không bà con không, giờ mình cứ vô hết đi, vô hết đi. Vô hết đi em. Vô cho rồi luôn đi. Đông người nè. Hồ Giang con cũng thay mặt cho bà con ở Sóc Trăng này. Cảm ơn cô Hạnh Nghiêm rất là nhiều ạ. Món quà rất là ý nghĩa, ấm lòng cho bà con ở Sóc Trăng á cô. Lễ Dù Lan báo hiếu. À nước mắm hả? Ok ok ok. Rồi mày. Hả? Trời ơi, hai chai dầu ăn hả? Rồi để vô Kiệt. Mi làm lẹ quá ta. Rồi còn hai bọc nữa là xong. Điểm chưa? Rồi xong đó bà con ơi. Chuẩn bị phát cho bà con mình ở đây. Rồi bà con lại nhiều quá. Rồi con hai con phát nha. Bây giờ là bà con lại cũng đông rồi đó cô chú anh chị. Rồi vô đi bà con ơi. Thì bà con ngồi bên đây nữa nè cô chú anh chị ơi. À, chào mấy chị nha, chào mấy cô. Dạ. Trời ơi cái ngắn gì nói gì ngắn, nói gì ngắn nói nghe coi. Hả? Bà Nghiêm cho ông bà cô chú. Bà Nghiêm. Bà Hạnh Nghiêm á con. Bà Nghiêm. Nghiêm Nghiêm. Vui vẻ, nhiều sức khỏe được rồi. Vậy cho nó dễ ha. Nghiêm Nghiêm. Ăn lấy thảo.
Ôi ôi, ăn cái gì vậy cô bé? Ôi, ăn bánh ngon lành nghe nè Trăng. Nãy giờ con kêu giữ không ăn, ai ngờ đâu không ăn thiệt luôn nè. Không ăn thiệt luôn nè. Rồi Trăng, Trăng phát quà cho bà con đi con. Phát cho ông bà cô chú đi con. Anh đọc danh sách cho mình đi anh. Đi. Anh đọc tên từng người đi. Cô ơi, cái cô ơi, cô cái quạt gió. Cho con nói theo từ của con được không? Rồi đứng đây chuẩn bị phát nè. Cứ lớn lên đi con. Đứng dậy. Dạ. Đứng dậy. Dạ. Vô lãnh quà nè. Vô lãnh giùm nè. Chạy vô lãnh quà nè, đợi gì? Lẹ con, Vô lãnh giùm bác ba luôn đi. Để mời. Gì? Để qua lượt à. Mắc lượt à. Bác nào? Bác bển á. Mày lãnh đi, của mày mày lãnh đi. Đúng rồi, của con, phần của con cũng lãnh đi. Qua phát cho đây. Rồi. Phát. Giao vậy. Trời ơi. Thôi cho qua sau đi cô ơi. Cô đứng bên đó đi cô, Bà nội nè, đây có bà nội nè, đồ dục thùng mì qua đây với bao gạo. Mày. Bà gạo qua bảo ơi. Đâu? Đúng rồi. Chơi. Chơi vô đây. Tài không có đây hả? Tập lớn lên đi cô. Có ai lại. Rồi, qua đi cô. Bà cô. Bà cô hả? Mì rồi. À, bà cô yếu quá. Mì. Mì. Ra ông gạo cho bà. Chúc bà này đúng không? Chúc bà đi con. Trăng. Trăng ơi. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe đi con. Đó là cô My nhận. Chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Bà đâu có ôm nổi. Cha nắng, cha nắng, cha nắng. Đây nè. Đây là cô Hằng Nghiêm gửi cho bà con nha. Dạ. Dạ. Bao gạo. Trăng trao gạo rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha con. Chúc bà con nha. Rồi, dạ. Dạ. Rồi, vô đi chú. Nặng không chân? Dạ. Hai phần anh đâu mến không? Còn gạo nữa. Mấy bà hết rồi. Rồi ai kế tiếp, bà con ơi, cứ vô đi. Bác ba kìa. Vô đi chú. À, để cô đang đọc tên mà. Rồi. Dạ vô đi chú, cứ vô đi chú. Chú vô nhận đi chú. Chú vô nhận đi kìa, cháu đưa kìa chú. Rồi, chúc con. Chúc chú mạnh nha. Chúc ông con, À có rồi. Cảm ơn con rất nhiều nha. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Sức khỏe. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi, kế tiếp. Dạ vậy. Vô không chân? Dạ giữa. Vô nè. Rồi, phút đâu, vô. Vô nè ông dạ. Buông ra. Gấp. Ginh lơ lường. Ê, con ai tiếp theo đi, Một đống rồi. Rồi rồi ai nhận giùm thì cứ vô đi. Cứ vô đi chú, nhận giùm rồi cứ vô đi chú. Dạ. Đem vô. Phần của Trăng đâu? Dạ.
Ê, Dương rồi, Dương rồi. Ê, Dương, Dương, rồi, Dương rồi. Đi rồi. Chờ bác ba. Đem giấu cho nào kín kín đó. Cái này bà bác ba. Hả? Bà bác. Ồ, vậy hả? Con lên, con về liền. Ba phần phải không? Ba phần phải. Đeo qua bà bác. Bà bác đi không nổi qua tới nhà luôn đó. Quá giờ tốt ta. Ôi ôi ngậm cái bánh thấy cưng không kìa kìa. Ê thổi à. Duy ơi. Ba chú Hà Dung là bên đây. Già cô bé còn vàng quá trời á cô chú anh chị. Dạ. Nó cười. Có nào luôn. Dạ. Khách đến con. Chú anh sao? Chú vô luôn đi chú. Bà con nào nhận cứ vô bước vào bên trong đi. Có mà. Nó lớn lên thì mấy chú quay. Nặng muốn chết sao nói nói. Sao nói không mệt? Sao nói không mệt mà? À. Anh có nói được không? Không nói được mà. Được. Dạ. Có 2 tuổi rồi. Dạ. Rồi có chưa? Có quà chưa Trăng? Dạ dạ. Được mà. Được. Ừ, thôi thôi thôi. Lấy con người ta. Trời lấy con ta. Cút. Cút hả? Cút. À ở vậy chưa? Cút. Phát đi phát cho chú chưa? Có chưa? Rồi rồi bé lấy rồi. Dạ dạ. Phần quà của con đâu bây giờ phát rồi còn phần quà của con đâu còn đợi bà con lại nữa cô chú anh chị là tới phần này của gia đình của bé Trăng nha ai rồi rồi con lãnh phần của con đi của con đi nè phần này của con nè ôm lên hai cho con ôm lên kêu cha ôm lên Trăng ôm lên con cầm cái con cầm cái rồi con cảm ơn bà đi cảm ơn bà Hạnh Diêm con cảm ơn bà Hạnh Trăng Nghiêm Hạnh chứ phải Trăng nha. Rồi đem vô cắt đi phần quà đó của gia đình đó. Ôm vô đi. Giấu liền nha. Giấu rồi Trăng. Dạ ôm vô nhà đi. Trời. Sao ba Phương khác mà dạ, không có chồng gia sách cho nên cho bà luôn. Học giỏi. Sao điều không phải của con cho bà hay sao? Dạ. Không có nói rõ nghe Trăng vô đây nè tức là cái phần này là của con đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ là con nhường cái phần này cho bà không có trong danh sách phải không? Dạ. Ở địa phương khác. Bà địa phương khác. Rồi chúc bà ăn sao? Ăn ngon miệng. Chúc bà đàng hoàng, đàng hoàng. Chúc bà ăn ngon miệng. Giỡn nghe. Bà chúc con học giỏi, con lớp mấy rồi? Con năm nay lên lớp 3. Giỏi dạ. Ha. Nói chỗ nào cũng dạ đầu tiên. Bà chúc con nha. Dạ. Học dạ. Giỏi lên lớp rồi. Chúc bà mạnh khỏe. Bà ơi, rồi bà đi về bằng cái gì mà gì rồi sao? Xe đạp nhỏ dạ. Cháu đạp tôi đi bộ. Bà ở xa dữ không? Ở Nguyễn Mận chắc đây đó có 4 cây số à. Có 4 cây số hả bà? Dạ. Đi bộ mà 4 cây số vậy? Xa dữ vậy? Qua Nguyễn Mận nè xa. Mà bà đi bộ 4 cây rồi hả? Đi cháu hồi nãy thì nó chở giờ có đồ thì nó chở tôi đi bộ. Dạ, chờ tôi nghiệp bà quá vậy. Xe đạp dạ. Có bà ăn đi. Xe đạp này chở bà được mà. Được rồi, hồi con đi rồi giờ có đồ đâu được. Được được, không sao đâu. Không bà ơi. Chú ơi tôi sợ lủi xuống lùm chết. Được rồi. Cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Con chúc cho bà nhiều sức khỏe nha bà. Rồi. Dạ. Khỏe mới đi bộ tới. Trà nóng rồi bà ơi. Hết rồi. Thôi bà về nghe con. Dạ. Chưng quá. Dạ. Mang dép. Thôi gọi con đi đi. Trời ơi bà đi bộ tôi nghiệp bà quá vậy. Trời ơi sao quá cô chú anh chị. À, thì nãy giờ thì cũng xong rồi cô chú anh chị, còn mấy cái phần sau thì bà con chưa có đến, giống như bà con đang đi làm á, chưa có đến nhận. Ở đây thì cũng nhờ bên chính quyền địa phương ấp ở đây để mà xem xét những cái hoàn cảnh nghèo. Thì con thay mặt cho tất cả quý cô chú anh chị, thay mặt cho bà con cảm ơn cô Hạnh Nghiêm ở bên Úc đã hỗ trợ 50 phần. Ở đây có Kiệt Long An, anh Hậu Giang quê tôi nữa. Cụ Giang quê ta chứ. Ai lộn, Hậu Giang quê tôi.
Rồi à, hai cha con có muốn cảm ơn bà Hạnh Nghiêm ở bên Úc không? Dạ có. Rồi cảm ơn sao? Cảm ơn bà Hạnh Nghiêm. Nói con thay mặt cho ông bà cô chú ở thì ở Sóc Trăng này nha. Cảm ơn bà Hạnh Nghiêm đã hỗ trợ cho bà con. Đó. Nói đi. Nói nè, con thay mặt cho bà con ở địa phương. Cảm ơn ông bà cô chú. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả xa gần đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng anh em chúng em. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị bà con ở video tiếp theo. Cô chú anh chị xem video của Hậu Giang chia sẻ cho Hậu Giang một like ủng hộ Hậu Giang cô chú anh chị. Bye bye bà con.